Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì được đón rất nhiều các đoàn khách đến từ mọi miền Tổ quốc. Chật kín nhà luôn nhá. Và hiện tại là có 4-5 đoàn khách gì đấy đang thẩm âm. Và em xin thông báo với quý vị và các bạn, chiếc âm ly Lukman 58A đã theo Bắc Đức về Hải Phòng và quay tổng thể hai vị khách hàng luôn. Anh Hiến đến từ Văn Đức tại Chí Linh, Hải Dương sắm cho mình cặp loa Infinity 120. Bên cửa hàng còn rất nhiều các đoàn khách hàng mới về, quý vị và các bạn trên mọi miền đến rất đông. Sáng giờ Âm Thanh Đức Hạnh nghề là sản phẩm này là sản phẩm không nhớ nữa rồi, rất nhiều sản phẩm, cặp loa tay loa 385 và chiếc âm ly cũng đã có chủ, cặp loa 37 Diatone 3773D 25 mã. Và bây giờ là đến cặp loa Infinity dòng monitor 20, mật khẩu là điện tử Quang Ngọc 4 số 8 và 4 số 6 anh nhé. Em nhờ anh chị. Và chiếc âm ly Lukman, hàng rất đẹp, vừa về hôm qua thì hôm nay chú Đức đến từ thành phố Hải Phòng cũng đã thẩm âm và chiếc âm ly Lukman chữ ký 58A cũng đã về với đội của chú Đức. Bên cửa hàng thì chật hết lối đi rồi, thì các đoàn khách đến từ mọi miền Tổ quốc. Những sản phẩm bên Âm Thanh Đức Hạnh thì là những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn cặp loa Infinity 120 và chiếc âm ly Lukman 58A đã có chủ. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh.